bắt đầu thôi nhỉ. Hôm ấy tao đang nằm thì có tiếng gọi. Đạt ơi, mở cửa. Kệ nó, mày kể tiếp đi. Người phụ nữ hét lên. Mở cửa cho tao. Sóng tiếng càng lúc càng to. Đạt ơi, đừng để cho chị ngủ ở ngoài à. Mày đùa tao à? Để tao kể nghiêm túc. Có một đám bạn đang ngồi trong phòng, mỗi người sẽ kể một câu chuyện ma của riêng họ. Ừ, sao giống mình đấy? Trùng hợp thôi, những âm binh bắt đầu tìm đến căn phòng của họ. Nhà mày có ai ở nhà không? Chị giận ma bọn nó nhá. Kia là chị tao mà. Kể chưa? Sao lâu thế? Kia là ai?